trên lặng lẽ giữa dòng đời như nước. Chào các bạn, đây là hiện trạng của reviewer của chúng tôi, và bây giờ đang là 11:39 và mình đang ở ngoài được. Đấy, các bạn chửi tôi cho lắm vào, bây giờ tôi không có tiền mà đứng đường này. Anh ơi cho em cứu, anh ơi mở hàng, anh ơi trời ơi quá. Đùa các bạn thôi, thật ra thì mình đang chờ đợi chiếc máy iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max chuẩn bị về hàng. Và sếp kêu là 11 giờ, hiện tại là 11:40 các bạn, mình vẫn chưa thấy máy đâu. Và mình cực khổ như thế này đây, giờ các bạn nó chửi mình suốt thôi, hãy thương mình một chút nhé, ủng hộ like subscribe nhé các bạn nhé. Và chắc chắn trong vòng 20 phút nữa chắc là máy sẽ về rồi, và chắc chắn sẽ unbox ngay trong đêm nay và quay clip này kia cái nọ, sáng mai các bạn có clip và coi liền luôn. Stay tuned man. Ngồi như khủng. Chính tay mình đây chính là hai chiếc máy siêu phẩm của năm nay mà chắc rất là nhiều người đang quan tâm, đó chính là chiếc iPhone 12 Pro Max màu Pacific Blue và màu Gold. Đây là hai màu cái mà mình tin là sẽ bán rất là chạy trong năm nay. Đây là hai siêu phẩm đã cập bến Bạch Long, mình chờ suốt từ đêm qua, cực lắm các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau unbox nhanh hai sản phẩm này và xem sơ qua xem khi trên tay hai sản phẩm này sẽ như thế nào nha. Mình sẽ chơi một vài trước đi. Và ngay cả từ vỏ hộp á, thì so với lại chiếc iPhone 12 Pro nó cũng to hơn rất là nhiều rồi, thấy không? Ui, rất là đã. Ok, mở thôi, không có nhiều nữa. Ui, như các bạn thấy cái ấn tượng cũng chưa bao giờ thay đổi. Ngay từ khi mà mình unbox cái iPhone 12 Pro đầu tiên cho đến bây giờ, quá đẹp các bạn ạ. Thiết kế cũng đẹp, mỗi tội cái viền bám bên tay nhiều rồi, cái này hãy được phải cầm vô luôn. Nhưng mà nó có viền này mà các bạn nào muốn không bám bên tay có thể hoàn toàn dán một cái lớp nhám ở đây để mà tránh bị bám bên tay, tuy nhiên sẽ mất cái đẹp của cái nhát của máy đi. Quá đẹp. Ok, và trong hộp của nó thì đây các bạn vẫn như cũ, vẫn là một túi sắt và cái logo. Ngoài ra thì ở đây sẽ là cái cáp sạc C to Lightning. Nhưng không nói quá nhiều cái này nữa, mình sẽ cùng nhau xíu đây. Đây chính là màn hình 6.7 inch các bạn, màn hình to nhất từ trước đến giờ mà Apple trang bị cho cái dòng iPhone của mình. Quá to, to một cách kinh khủng. Sau đây iPhone XR của mình không có cửa. Và bây giờ mình sẽ và đây chúng ta sẽ có một chiếc S20 Note 20. Và màn hình nó cũng sắp xỉ các bạn ạ, sắp xỉ ngay ngửa. Mặc dù nó không được tràn viền thôi, nhưng đây các bạn thấy sắp xỉ ngay ngửa, và cái về chiều ngang của nó thì có vẻ như mình thấy thích cái màn hình của iPhone hơn nhiều. Thôi, mình về iPhone thôi, mình không thích Samsung cho lắm. Ok, rồi mình sẽ unbox luôn. Đây là con iPhone 12 Pro, cũng là phiên bản màu vàng, cho các bạn có thể nhìn tổng quan nhất. Ở đây, đây là hai chiếc máy Pro và Pro Max cùng là màu vàng như nhau, thì thiết kế bên ngoài chắc là không thay đổi, nhưng mà khác biệt của nó chính là phần màn hình đầu tiên nè. Đó, đây chính là phần màn hình của nó. Màn hình của iPhone 12 Pro cực kỳ to và cực kỳ đã mắt luôn các bạn, rất là tuyệt vời. Và chính màn hình to như vậy đồng thời làm cho cái phần tai thỏ của nó cảm giác như là nhỏ hơn, nhưng mà khi mà mình so như thế này thì thật ra kích thước tai thỏ như nhau các bạn. À, đẹp quá. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần về camera. Đây là phần cải tiến nhiều nhất iPhone Pro Max, như các bạn thấy camera của iPhone Pro Max to hơn camera iPhone Pro 12 Pro rất là nhiều. Đây
ngay xã Trừ nè, Cam nè, Viền Cam nè, cho đến cả khu vực đều to hơn. Đó. Thì đúng là camera của iPhone 12 Pro Max sẽ được trang bị bộ cảm biến lớn hơn, đồng thời có bộ chống rung trên cảm biến luôn, thì nó sẽ cho chúng ta những chất lượng hình ảnh và cũng như là khả năng quay video tuyệt vời hơn rất là nhiều. Còn lại thì hầu như là như nhau hết, mình chúng ta sẽ không nói quá nhiều về ngoại hình của một máy này. Và cảm giác khi mình cầm nắm trên tay á, thì iPhone 12 Pro Max thì nó có vẻ nó nặng hơn iPhone 12 Pro một chút. Và cảm giác khi mà sử dụng bằng một tay có vẻ hơi khó khăn hơn tại vì nó bự mà. Tuy nhiên khi mà các bạn sử dụng iPhone 12 Pro Max để mà trải nghiệm phim ảnh, chơi game cũng như là nhắn tin và chỉnh sửa hình ảnh đó, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, thì căn bản hơn, màn hình bự hơn, rõ hơn, thì nó cho các bạn cả trải nghiệm về hình ảnh tốt hơn. Rất là đẹp, cầm rất là chắc tay. Các bạn dùng to nhưng mà vẫn cầm rất là ok nha các bạn. Đó chính là hai cái máy 12 và 12 Pro Max. Và sắp tới chắc chắn mình sẽ có một con iPhone 12 mini nữa để mà so sánh thử với con iPhone 12 Pro Max này, để xem có sự khác biệt nó quá nhiều hay không. Và mình sẽ có một cái máy tuyệt để mà đi sâu hơn về phần cứng, về chụp ảnh cũng như là trải nghiệm game và trải nghiệm hàng ngày, để xem nó có bị tình trạng nóng lên nhiều như là iPhone 12 Pro và iPhone 12 nó bị không nha. Các bạn nhớ đó xem kênh channel nhé. Ok, bây giờ mình sẽ unbox luôn cái màu xanh. Nhẹ nhàng lắm luôn đấy, nhưng mà rồi cảm thấy xót xót sao nhỉ. Wow, đúng như mình nghĩ, màu xanh vẫn đẹp như là phiên bản ở trên 12 Pro, và 12 Pro Max cũng đẹp y chang như vậy. Đây vẫn là màn mặt lưng nhám, viền kim loại, viền bằng stainless steel thép không rỉ. Đó. Ôi trời ơi. Đây chắc chắn là hai sản phẩm bán chạy nhất trong năm nay. Hai cái màu vô cùng đẹp. Mình nghĩ thì với người châu Á, nhất là người Việt Nam và người Trung Quốc á, họ sẽ chuộng màu vàng hơn, tại vì màu vàng hầu như là màu phong thủy của rất là nhiều người, và màu làm ăn đó các bạn, nhìn nó sang hơn và nhìn nó có tiền rất là nhiều. Ở đây em sau có hai máy, màu vàng và màu xanh. Màn hình 6.7 inch cực kỳ to, rất là sướng. Vậy điểm yếu duy nhất mà mình thấy là bắt bên tay thôi, là rất đẹp. Tại sao nó không làm cái viền bằng viền nhám ta? Mình thấy viền nhám nó sẽ đã hơn rất là nhiều chứ. Nhưng mà thôi, thì chúng ta phải chấp nhận rồi đó, dễ bộ cho chúng ta. Đây là hai con máy cực kỳ ấn tượng và chắc chắn các bạn sẽ phải tốn khá là nhiều tiền để mà tạo hai máy về đây. Tại thật sự là mình nghĩ là dung lượng pin, khả năng chơi game và trải nghiệm nó sẽ cực kỳ tốt. Cầm khá là chặt tay. Thôi thì đã, hai cái máy này đã có mặt hiện tại tại Bạch Long Mobile, và kể cả cái máy iPhone 12 mini luôn nha các bạn. Và các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu cũng tìm hiểu, mình sẽ để link phía dưới video, và đồng thời cũng là truy cập ngay vào trang web Bạch Long Mobile để mà tạo cho mình chiếc iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 mini sớm nhất nha. Và tương lai chắc mình sẽ làm một clip để mình review kỹ hơn về hai con máy này, còn bây giờ chỉ là unbox để show cho các bạn thấy khi trên tay như thế nào thôi, và màu sắc của nó có đẹp hay không, có được như mong đợi hay không, và cùng camera như thế nào. Và các bạn thấy cùng camera cực kỳ hầm hố. Và nó thế là đủ rồi, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một video sắp tới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Đẹp quá, đẹp quá.